Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình mới vừa uống một cái hoa cho nó ngay ngắn lại, để cho cảm thấy là cái hoa nó được chỉnh chu theo cái hướng nắng á, thì khi nó căng cái hoa ra nó sẽ đẹp hơn. Thì đó là cái cách mà ai cũng phải biết khi mà mình chơi lan cái này da nha. Tại vì chơi lan cái này da nhiều khi cái hoa nó to quá, xong nó ra nó hay bị nước nó nặng á, nó bị gập xuống. Mùa mưa này nó rất là dễ bị, nó giống như vậy nè, khi nó mới bắt đầu nở nó hay như vậy nè. Đó là mình phải uống để cho cái hoa nó cứng cáp, nó hẳn, thì khi nó nở nó dễ hơn. Thì đây là những cái chậu sổ mà mình mới vừa hé. Mình chờ cho hoa nó hẳn ra. Vừa bung hôm nay, chậu sổ mới vừa bung hôm nay, thì mình cho mọi người xem trước là cái hoa nó chưa có được căng, nhưng mà trong cái thời tiết này thì nó cũng may rủi hên xui thôi. Tại vì thời tiết mưa độ ẩm cao này thì hoa nở đẹp hay xấu là tùy thuộc vào thời tiết thôi, mình cũng không làm được gì. Do là mưa, cái lượng mưa xong rồi nước nhiều nó làm cho cái hoa bị dúng dẻo. Thì nếu mà mình mang vô nhà tránh mưa thì nó không có nắng, cái cây nó sẽ không căng, hoặc là hoa nó rủ rượi, nó không có được hẳn. Còn mình để bên ngoài thì để hứng nắng, nhưng mà nếu có mưa thì mình phải chấp nhận thôi. Cho nên là mình để cho nó nở tùy thuộc theo thời tiết thôi, là mình cũng không làm việc gì hơn. Thì đẹp hay xấu là tùy theo thời tiết thôi. Nhưng mà mình hy vọng thì hai hoa này sẽ có một hoa nó sẽ thẳng hước, nó sẽ căng ra, để mà mình có một cái video clip ngắn cho mọi người xem nha. Đó, đây một cái cây phối màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Rồi thì cái dòng sổ này mình còn một cây này nữa, thì hoa rất là sáng và khuôn hoa rất là đẹp luôn. Cái lưỡi rất là tròn và cái cấu tạo hoa rất là tròn trịa và cánh dòng sâu nha. Đây là một cái hoa mình thấy đẹp nè, tuy là hoa bói thôi nhưng mà một cái khuôn như vậy rất là đẹp. Và mình thích cái hoa này ở cái chỗ là cái màu nó sáng, cái màu nó vàng nhưng mà nó là vàng chanh, nó sáng. Thì mình chưa biết ngày mai ngày mốt nó còn lên màu như thế nào nữa, nhưng mà mình thấy cái màu vàng chanh rất là sáng đẹp nè. Rồi cái lưỡi rất là đẹp, có hai con mắt rất là chói luôn đó. Thì đây là một cái hoa mà mình cảm thấy rất là thích đó. Còn một cây nữa thì mình cũng giới thiệu cho mọi người xem luôn, nó chỉ mới hé thôi nhưng cái màu cũng rất là đẹp. Thì cái cây này là cây mình mới mang về nè, mình chưa có hai chậu luôn, mình thả lọt nó vô trong này. Thì đây nè, cái hoa nó nè cũng là một màu vàng sáng nhưng mà cái bệt đỏ rất là đậm nha. Đây nè, hé một cái cánh thôi, đây có cái hình trái tim đó, hai cái cánh có hình trái tim đó. Cái quần đỏ nè, cái quần đỏ rất là đậm luôn, đậm hơn những cái cây kia rất là nhiều đó. Đây nè, cho mọi người coi nè, một cái cánh này là có cái tia thôi, còn anh bên này là nguyên một cái bệt đỏ. Thì mọi người thấy không, đây nè, cùng cha cùng mẹ nè nhưng mà màu khác nhau đó. Ở đây cũng vậy, cái này cũng là cùng dòng luôn, cũng là anh em cùng cha cùng mẹ nhưng mà màu lại khác nhau đó, mọi người thấy không đó. Thì cái sự thú vị của chơi cây sổ nó là vậy. Tại sao mình khuyên mọi người chơi cây sổ? Thứ nhất, cái giá nó mềm, mà khi mình sổ được một cái hoa đẹp á thì nó là một cây rất là quý hiếm, rất là thích. Cái cảm giác mà mình chờ một cái nụ nó nở ra một cái hoa mà mình chưa biết cái cấu tạo màu sắc nó như thế nào á, mình sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn. Còn riêng về cây tem á, thì là mình đã biết mặt hoa nó rồi, thì mình chọn những cây mà mình thích, màu sắc mình thích thì mình chơi. Còn riêng về cây siêu tầm, nó là một cái mặt hoa đẹp siêu rồi, thì cái đó là một cái tầng khác nữa. Cho nên là cây siêu tầm thì mình phải bỏ một cái giá cao để mình mua về, mình làm giống, mình có giống mình chơi. Còn cây sổ thì mình bỏ ra một cái giá nhẹ thôi, nhưng khi mình nở á, mình trông chờ một cái cảm giác nó rất là đã. Thì đây là những cái cảm giác mà mình đang chờ. Thì những người đang chơi cây sổ, mọi người cũng sẽ có cảm giác đó thôi. Khi mọi người bước vào chơi cây sổ là ai cũng sẽ có cảm giác rất là thú vị này đó. Cho nên là khi những cái cây này nó nở hoàn chỉnh rồi, mình sẽ quay một cái video lại cho mọi người xem những cây nở đẹp nhất nha. Thì bây giờ mình quay lại chủ đề chính, là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách trị nấm bệnh trong mùa mưa này nha.
Trong cái video clip trước mình có nói với mọi người là hôm nay mình sẽ làm video clip để hướng dẫn cho mọi người cái cách xử lý khi mà cái cây nó bị bệnh thúi trong cái mùa mưa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách xử lý cây bị bệnh. Thì trước khi mà hướng dẫn cho mọi người thì mình cho mọi người xem một số cây sổ nó đang có hoa như vậy nè. Thì cho mọi người ngắm luôn, với lại sẵn tiện là cho mọi người xem một cái cây rất là đẹp từ xưa tới giờ. Thì đây là cái cây cọp đài chung Nhân Tân Hỷ, Nhân Tân Anh City nha. Thì thường người ta hay gọi nó là cọp đài chung Nhân Tân Hỷ, nhưng mà cái tên đầy đủ của nó là nó tới ba dòng máu lận, có nghĩa là cái cây cọp đài chung nó lai với lại một cái cây đã lai rồi có nghĩa là cây đó là cây Tân Hỷ lai với lại Tướng Quân. Thì cái cây này nó khi nó mới nở nó sẽ vàng như vậy nè, nhưng mà qua vài ngày là bắt đầu cái màu vàng này nó sẽ chuyển qua màu hơi cam một chút nha. Nhưng mà cây này là cái khuôn hoa và cái lưỡi rất là đẹp luôn, cái lưỡi cực kỳ đỏ, cái này là đỏ hẳm, đỏ tươi luôn chứ không phải là một cái màu đỏ tím, nó là một cái màu đỏ tươi luôn đó mọi người nhìn đi. Thì cây này trước đây mình cũng có chia cho nhiều người, nhưng mà bây giờ mình còn một chậu này thôi, mình để làm giống. Thì bữa nay nó có hoa thì mình quay cho mọi người xem để mà mọi người biết được cái mặt hoa của nó khi nở nó chuẩn đẹp nó như thế nào. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cách xử lý những cái cây mà nó đang bị bệnh thúi nhũng trong cái mùa mưa này nha. Cái vấn đề này nó rất là mệt mỏi cho mình khi mà mình chơi lan cái này ra, mình thấy nó bực mình và rất là khó chịu. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người xử lý theo cái cách là của mình mà mình cảm thấy là nó đạt phần trăm khoảng 80-90% là nó khỏi và nó hết bệnh nha. Thì ở đây mình có một cái chậu lan cái này da nó cũng đang bị nè, đây nó bị thúi đầu lá như vậy, nó ăn lan xuống đó, xong nó lây qua những cái mầm bên này nó cũng ăn lan xuống rồi cả cái mầm bên này. Thì khi một cái chậu lan mà đang đẹp như vậy á mà nó bị như vậy thì mình cảm thấy rất là tức, rất là hụt hẳn. Còn nếu đối với những người mới chơi á, người ta sẽ cảm thấy chán nản, người ta rất là buồn khi mà mình có một cái chậu lan xong nó bị hư, mà không may là nó trúng những cái chậu mà hoa đẹp á, hoa mà mình ưng ý, mình thích nhất á. Thì khi mà nó bị như vậy á, mình cảm thấy buồn lắm, mình hụt hẳn lắm. Thì bây giờ mình chỉ cho mọi người cái cách xử lý kịp thời để cho nó không có bị lan nữa và không có bị ảnh hưởng tới những cái chậu khác luôn. Thì trước tiên á, mọi người phát hiện mình có những cái cây bị như vậy thì mình làm gì? Thứ nhất là mọi người nên mang những cái cây này qua một cái vị trí riêng để chăm sóc cho nó lại, đừng để chung với những cây mà nó chưa bị bệnh. Sau đó là mọi người phun cái Dithan M45 trước nha. Đây để mình lấy cái này mình chỉ cho mọi người. Thì mình phun cái Dithan M45 này nè, đây cái này đó, mình phun cái Dithan M45 này trước nha. Đó mọi người thấy cái bịch này không, cái này là nó chiên trị cho lá nha, nó chiên trị cho lá bị phổ rộng á, thì nó chiên trị cho lá nó lưu dẫn rất là tốt. Khi mà mọi người bị như vậy thì mình phun cái này trước. Thì phun Dithan M45 xong thì mọi người không có tưới nước nữa nha, không tưới nữa, mình để nó một cái khu riêng. Những cái cây kia mình cứ tưới, mình chăm sóc bình thường. Còn những cây bệnh như vậy là mình không tưới nước nữa, và mình cũng cố gắng hạn chế là không có cho nước mưa đụng vô nó luôn. Thì tốt nhất là mọi người nên mang vào trong nhà hoặc là để ở dưới mái hiên nhà, nói chung là nó không có tiếp xúc với nước mưa là rất là hiệu quả luôn. Thì sau đó mình phun cái này xong, mình đem nó vô trong nhà, mình đem vô trong nhà xong mọi người để cho nó qua hôm sau nó khô á. Thì nó khô rồi mình sẽ dùng cái này nè, mình dùng cái lưỡi lam nha, mình dùng cái lưỡi lam mình cắt khi mà nó khô nha. Tại cái chậu này là mình mới phun, mình chưa có dám cắt, nhưng mà mình hướng dẫn cho mọi người thì mình sẽ cắt một cái cho mọi người coi. Mình dùng cái lưỡi lam mình cắt xịt xuống này xíu, hay gì nó bị ở trắng này mình đừng có cắt gần cái vết thương nha, mình phải bỏ vết thương ít nhất là 2 cm đến 3 cm. Mình cắt khúc dưới nè đó, rồi mình dùng lưỡi lam cắt thì nó sẽ rất là ngọt nha. Đây nè,
mình trừ hao nó tới 2 sen lận nè. Mình cắt cái này xong rồi mình bỏ, thì cái phần này mình sẽ làm gì, có bôi keo gì hay không, có làm gì không, thì mình xin nói là không nên bôi keo, không nên đụng địa gì tới nó nha, để cho cái nhựa trên lá này nè nó khô tự nhiên. Nó khô thì đây là cái nhân chứng mà mình cho mọi người coi nè. Mình đã cắt hết hai lần rồi, thì mình cắt ngày hôm qua cho mọi người xem á, mình cắt ngày hôm qua để mình chuẩn bị nè. Đó, nó khô lại nó như vậy, nó không còn bệnh ăn xuống nữa. Thì cái này cũng vậy nè, mình đã cắt trước đó nè, đây nó khô lại rồi, nó không còn bệnh ăn xuống nữa. Thì cái này khi mình cắt như vậy á, qua ngày hôm sau nó cũng sẽ như vậy thôi, tại vì mình đã có phun cái đi han trước rồi nha. Mình phải phun đi han trước khi mình cắt nha, chứ còn nó đang bệnh mình cắt á, xong cái mình dùng này nè, mình đi cắt cái chỗ khác á, nhiều khi nó vẫn bị nhiễm nha. Cái virus mà hú nhũng này nó mạnh lắm, rất là lợi hại. Với lại trong cái điều kiện mà mùa mưa độ ẩm cao vậy á, là cái húi này nó kéo ghê lắm. Thì mọi người cắt xong thì để cho nó khô, mọi người cắt xong không có tưới gì hết, để cho nó khô. Tại vì trước khi cắt mình đã tưới rồi, thì mình cắt xong mình để vô một cái khu riêng, thì mình mang vô trong nhà cũng được, mình không tưới nước luôn, bỏ 3-4 ngày không tưới nước luôn cũng được nữa. Cây nó ướt nhiều nó chết, chứ còn nó khô nó lâu chết lắm, nó khó chết lắm, cho nên mọi người đừng có lo. Thì cây lan nó là cái đa hân mà nó giữ nước nhiều lắm, nó không có chết đâu. Thì mọi người để cho nó khô xong rồi, mình để khoảng tầm 3-5 ngày nó khô rồi, thì mọi người bắt đầu đem nó ra, mọi người tưới nước lại cho nó có độ ẩm. Sau đó mình phun cái gì, sau khi mà mình tưới nước lại nó có độ ẩm rồi á, mình đem ra giường mình treo lại cho nó hứng ánh sáng, bắt đầu mình lại tưới thêm cái này nữa, cái Alias là chống húi nhũng và chống húi hân, chống húi mầm. Thì khi mà mình đã phun đi han rồi là đã ngăn chặn cái vấn đề lây lan này rồi, thì sau đó mình phòng ngừa thêm cái vấn đề húi nữa. Thì cái Alias này nó trị húi rất là tốt nha. Trong cái mùa mưa này là mọi người nên sử dụng Alias này nè, không cần mua cái gì nhiều hết á, không cần sử dụng lung tung thuốc nhiều thuốc. Mọi người chỉ cần mua cái Alias này hoặc là Biomingon. Biomingon thì nó phù hợp cho là ngâm cây với lại là xử lý cây khi chưa bệnh thôi. Còn khi cây đã bệnh thì nên xài cái này nha. Khi cây đã bệnh thì nên xài cái này. Rồi, hoặc là cái măng cu dép xanh thì nó lại phù hợp cho cái mùa nắng. Chứ còn mùa mưa này cái nước mưa này nó rất là độc. Nó dễ làm cho cây bị húi nhũng lắm. Những cái vườn nào mà có cái máy che mưa, trồng trong máy che mưa thì nó rất là tuyệt vời rồi, mọi người ít có phải tốn công chăm sóc về bệnh lắm. Còn những cái vườn mà như mình nè, chỉ có lưới thôi, không có máy che mưa thì nên xài cái này nhiều đó. Thì mọi người mang nó ra, mọi người tưới xong thì ví dụ sáng mình tưới nước đi, rồi chiều 5 giờ mát mình bắt đầu mình phun thuốc này cho nó nha, mình phun cái Alias cho nó. Là sau đó mình phun cái Alias đó cách một tuần một lần, mình phun chừng 2-3 lần thì cái cây nó sẽ hầu như là khỏi bệnh luôn, thì nó khô lại hoàn toàn, nó khỏi bệnh luôn. Cho nên là mình cũng bị đây nè, mình chồng mình cũng bị nè, đâu phải là ai chồng lâu là không bị đâu, vẫn bị, tại vì cái nước mưa này á nó cũng có nhiều dinh dưỡng, nhưng mà nó cũng có nhiều cái chất làm cho cây nó bị húi nhũng. Thì chắc gì mình không biết, tại vì mình không có chuyên ngành về nông nghiệp, cho nên là mình chỉ biết là nó đụng nước mưa là tỷ lệ nó bị bệnh, nó bị hư rất là cao ở cái giai đoạn đầu mùa mưa. Nhưng mà sau nó quen dần qua những cơn mưa, cây nó phát triển, có những cây nó có mưa xuống nó phát triển, nó vượt rất là mạnh, có những cây mưa xuống cái nó lại bệnh. Thì đó là do cái gì phải không, do là khi mà đầu mùa mưa cái thời tiết nó giao mùa, nó chuyển mùa, cái độ ẩm nó tăng cao để nó làm mưa, nó tăng cái độ hầm, nó tăng độ ẩm mạnh để nó làm mưa. Thì trong cái quá trình mà nó cái khí hậu nhiệt đới nó tăng độ ẩm á, thì cái cây nó dễ bị bệnh nhất trong cái lúc giao mùa thôi. Còn khi mà mưa đã bắt đầu nhiều xuống rồi thì cái cây nó đã quen với cái lượng mưa rồi, thì cây nó lại khỏe đó. Thì có người thì lại thấy vậy, sao thấy mưa xong cây nó dược hơn là bình thường mùa nắng, thì do là nước mưa nó vẫn có những cái khoáng chất, nó vẫn có những cái dinh dưỡng, thì nó vẫn có thể làm cho cây tốt. Nhưng mà khi cái lúc đầu á, cái lúc đầu mùa mưa là cái cây nó dễ bị bệnh lắm, là do là trời nó nóng hầm để nó kéo độ ẩm tạo mưa, là cái khoảnh khắc giao mùa đó là cây dễ bị bệnh nhất.
cho nên là mình phải để ý và mình tăng cường xịt thuốc nấm, là mình giảm cái vấn đề là tưới phân trong cái giai đoạn này. Tại vì cái giai đoạn đầu mùa mưa này là mình không nên tưới phân nha, mình tưới phân nhiều là mình giết cây á, cho nên là mình giảm tưới phân, mình chỉ tưới nước thôi, và mình cũng quan sát cái lượng nước mình tưới có cần nhiều hay giảm hay không, thì để cho nó bớt cái độ ẩm lại đó. Thì mọi người cứ làm như vậy xong là cái cây nó hoàn toàn như là nó hồi phục, và bắt đầu những cái mầm mới này nè nó không có bị lây lan nữa đó. Khi mà nó lành hẳn như vậy rồi, nó không còn lây lan nữa, thì mình để chung với những cái cây kia lại bình thường. Đó là cái cách mà mình xử lý cây khi mà nó bị nấm như vậy nha. Thì mong là những gì mà mình chia sẻ cho mọi người á, thì khi mọi người thực hiện, mọi người cảm thấy thành công á, thì cái sự phấn khởi của mọi người sẽ rất là vui, và mọi người sẽ cảm thấy tự tin hơn. Và sau này mình có cái kinh nghiệm xử lý cây khi bị bệnh, mình không có còn lo lắng cây bị bệnh, tại vì mình tự tin là mình biết cách để xử lý nó như thế nào. Thì đó là cái ý mà mình muốn giúp cho mọi người thôi. Đó, thì ai cảm thấy những gì mình nói mà sau khi mọi người thực hiện mọi người thấy ok, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh nha, xong mọi người nhớ là bấm like cho mình, thì để cho mình có thêm những cái động lực tăng lên để mà mình làm những cái video clip hay hơn, rồi nó có ý nghĩa hơn về cái cách chia lan các loại da này cho mọi người mới, nhất là những người mới á. Những người mới là cần những cái kinh nghiệm để mà chăm sóc cây lan sao cho nó tốt, và điều khiển cây lan ra hoa cho nó đẹp, để mình cảm thấy mình hài lòng với cái công sức mình bỏ ra với một cái đam mê hoa lan các loại da nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video clip và xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip sau nữa. Thì mình sẽ cố gắng làm video clip để gửi tới cho mọi người xem, quay khỏa đỡ buồn, hoặc là chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mọi người nha. Ok, các đại gia Việt Nam xin kính chào mọi người nha. Bye bye.